Vụ tai nạn liên hoàn được nhắc tới xảy ra vào trưa nay, 2/12, trên đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Theo những người chứng kiến chia sẻ thì vào khoảng thời gian này, chiếc ô tô 4 chỗ bất ngờ đâm phải một người đi xe máy ở ngã tư Hoàng Quốc Việt. Thay vì dừng xe giải quyết hậu quả thì tài xế lại nhấn ga bỏ đi. Trên đường, chiếc xe này lại tiếp tục gây tai nạn khi lao lên vỉa hè phố Tô Hiệu, tông đổ hàng loạt xe máy ở đây. Sự việc khiến những người dân chứng kiến không khỏi hoảng sợ. Người đi xe máy bị đâm ở ngã tư may mắn không gặp phải chấn thương gì quá nghiêm trọng. Ô tô lao lên vỉa hè tông đổ hàng loạt xe máy,